Rồi trong cái bài assignment của mình, bài số 6, phần tính thì có thể là ở rất là nhiều YouTube, nhiều chỗ hướng dẫn rồi. Bây giờ thầy chỉ hướng dẫn cho các bạn vẽ cái khung này: kỳ hạn, lãi trả, lãi gốc, số tiền phải trả, tổng á, số tiền còn lại, và mình kẻ cái khung cho nó. Như vậy thì trước tiên mình sẽ xem là trong cái khung này nè, sử dụng những ký hiệu nào. Trong cái khung này mình sử dụng ký hiệu nào để mình vẽ. Như vậy thì các ký hiệu đấy các bạn đi tìm hiểu giúp cho thầy, search lên trên mạng là bảng mã ASCII, và chúng ta tìm cái bảng mã mà có số thập phân. Cũng có nhiều bảng mã người ta sẽ ghi cả thập phân, cả thập lục phân, đúng không? Còn mình thì tìm thập phân. Như vậy nó sẽ ra cái bảng mã như thế này. Và mình thấy những cái ký hiệu, ví dụ ở trên cái góc, ở trên góc trên bên trái, thì mình sẽ đi tìm, ví dụ như là góc trên bên trái có phải là ký hiệu 218 không? Góc trên bên trái. Rồi, như vậy mình tìm hiểu thử từng ký hiệu. Và các bạn cho vô đây là 218. Hoặc là bạn ghi in ký tự bằng 218 chấm phẩy. Bạn đưa vô đây ký tự. Đây ký tự. Và mình thử xuất cái 218 nó ra cái gì. Đây góc trên bên trái nè. Được chưa? Góc trên bên trái. Như vậy thì trước tiên các bạn sẽ xuất cho thầy. Ở đây là mình đang kiểm tra ha. Rồi, xuống dòng cái. Xuống dòng cái để rồi bây giờ bắt đầu mình xuất cái bảng của mình. Trước tiên là mình xuất góc trên bên trái, xong mình kéo dài ra và đi xuống. Như vậy chỗ này mình sẽ xuất góc trên bên trái là một cái n chỗ này. Còn ở đây thì mình sẽ xuất cái dấu ngang, dấu xuống, tương tự như vậy, ngang xuống. Còn đây là các cái dấu gạch ngang, dấu gạch ngang, không phải dấu trừ, không phải dấu xếp gạch, mà dấu gạch ngang thì nó mới liền vô được đó. Như vậy dấu gạch ngang thì trong bảng của mình coi thử là cái dấu gạch ngang của nó là dấu gì. 196 đó. Như vậy thì gạch ngang bao nhiêu ký tự là tùy mình, gạch ngang bao nhiêu ký tự là tùy mình, mình sẽ điều chỉnh. Và các bạn chú ý là cái số tiền mà mình xuất ra này nè, nó không có đều nhau, nó không có đều nhau, mà mình muốn cho nó xuất đều cái khung này thì mình phải dùng gì ta? Dùng ví dụ phần trăm F hoặc là phần trăm D, thì mình đưa cái số lượng ký tự mà mình muốn nó xuất á vào. 10 ký tự, 20 ký tự gì đó, 5 ký tự, 7 ký tự gì đó, thì mình phải định kiểu vô. Còn nếu mà không định kiểu thì nó sẽ không ra. Được chưa nào? Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ xuất cái đầu tiên. Xuất cái đầu tiên các bạn sẽ xuất cái ký tự đó nè. Như vậy thì chúng ta có phần trăm C của mấy? Hồi nãy mình nói là ký tự mấy? 218. Mình xuất được cái góc đầu tiên. Và chúng ta sẽ xuất tiếp một đoạn ký tự ngang là ký tự mấy? 196 phải không? 196 ký tự ngang. 196
96. Như vậy chỗ này bạn có thể xuất lại nhiều lần. Tùy mình muốn xuất bao nhiêu ký tự thì chúng ta sẽ xuất nhiều ký tự ở đây. For y phẩy y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn 5 chấm phẩy y cộng cộng và xuất cái dấu gạch ngang ra. Và cuối cùng chúng ta sẽ xuất ra cái dấu 194. Và chúng ta cũng có thể lặp lại chỗ này để chúng ta xuất ra 8 ký tự gạch ngang. Và chúng ta lại xuất ra 194. Đó, ví dụ như vậy. Rồi lại xuất ra gạch ngang. Và cuối cùng chúng ta sẽ xuất ký tự đóng. Ký tự đóng 191. 191. Rồi mình xem thử nó ra cái gì. Được chưa? Như vậy thì cái chúng ta cần xúc nó ra đúng một cái khung liền luôn. Và ở phía dưới này thì chúng ta kẻ một sọc đứng, xong chúng ta ghi chữ. Kẻ sọc đứng ghi chữ, kẻ sọc đứng ghi chữ. Ngày mình ghi 3 chữ thôi, 3 cột thôi, ghi cho nó nhanh. Ví dụ kỳ hạn lãi phải trả, gốc phải trả. Như vậy xuống đây chúng ta sẽ có print kỳ hạn. Print cái dấu gạch đứng. Dấu gạch đứng thì khi mà người ta đã cố tình cho các bạn kẻ khung thì các bạn cũng phải lấy dấu gạch đứng ở trong này luôn, nó mới khớp. Nếu mà các bạn lấy dấu khác á thì nó sẽ không khớp vị trí. Trong này có dấu đứng không? 179. Ok. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ xuất 179. Sau đó chúng ta xuất chữ gì? Chúng ta xuất chữ gì? Cái chữ của chúng ta thì cũng nên để cho nó tự canh. Hoặc là 179. 179 nếu mà chúng ta canh ở đây kỳ hạn. Kỳ hạn phần trăm C, lại một cái 179 nữa, phải lãi phải trả, gốc phải trả. Phần trăm C trả, phần trăm C. Như vậy mình có 4 cái phần trăm C. 179. Rồi mình thiếu một cái xuống dòng. Mình thiếu cái xuống dòng. Như vậy mình cho xuống dòng ở đây trước rồi mới in cũng được. Ok, kỳ hạn. Như vậy ở chỗ này mình sẽ nhìn thấy là gì? Mình phải nhiều ký tự này hơn. Nhiều ký tự này hơn. Đó, mình đẩy này ra. Ví dụ chỗ này mình thiếu chắc khoảng 4 ký tự. 4 ký tự. Như vậy ở trên này, cái phần đầu tiên này
thay vì đến 5 thì mình đến 9. Đến 9 dư rồi, đến 8. Tí nữa mình phải điều chỉnh theo số liệu nữa nha. Mình cứ làm thử thôi để cho các bạn thấy thôi. Rồi, như vậy mình đã điều chỉnh được rồi. Cái lãi phải trả này mình cũng tăng lên, gốc phải trả cũng tăng lên. Như là lãi phải trả mình thay vì 8 thì mình 18. Dư. Đấy, như vậy thì các bạn sẽ điều chỉnh xuống. Chỗ này giả sử như là 14. Ok. 14. Đấy. Như vậy chúng ta đã khớp rồi. Chúng ta đã khớp rồi. Và tiếp tục như vậy, các bạn sẽ làm cái dấu đóng ở dưới. Mà dấu đóng ở dưới thì chúng ta copy nguyên cái đoạn kia lại. Chúng ta thay cái này bằng cái dấu khác, thay này bằng dấu khác, thay này bằng dấu khác. Như vậy các bạn đã có được cái khung. Và cái quan trọng á, khi các bạn tính ra số liệu, các bạn xuất mấy con số này ra, thì khi các bạn phần trăm D chẳng hạn, các bạn phải bỏ vô ở giữa của phần trăm D 5 ký tự, 7 ký tự hay 10 ký tự để cho nó dành riêng cái phần đó, nó xuất cho cái số này, thì lúc này chúng ta mới canh lề nó được. Được chưa nào? Như vậy là đối với lại cái bài tập số 6 thì các bạn xuất cái bảng ra. Đó là bài tập số 6 trong assignment. Thì ở trong phần này, nếu như mà chúng ta tính lãi suất 5% thì các bạn cứ tính khi nào mà tiền vay còn không đồng thì chúng ta hết trả. Đó, tiền vay còn không đồng thì chúng ta hết trả. Như vậy vô chúng ta sẽ kiểm tra trước hay làm trước? Tức là vô lãi phải trả 12 triệu nhân 5% kỳ đầu tiên thì phải trả rồi, 5% là 600 ngàn. Gốc phải trả hàng tháng tổng cộng 1,6 triệu, trừ ra còn nhiêu đó. 1,6 triệu mà còn lại 11 triệu, chỗ này sai rồi. Các bạn sẽ lấy tiền, tiền gốc còn lại, đúng rồi, tiền gốc còn lại 11 triệu, đúng rồi, tiền gốc còn lại 11 triệu. Qua kỳ thứ hai lấy gốc này nhân với lãi cộng gốc phải trả, số tiền phải trả, lấy số tiền còn lại trừ cho 1 triệu, trừ cho 1 triệu, và kiểm tra cái sau khi trừ này nè. Kiểm tra cái sau khi trừ này, nếu mà trừ xong rồi thì không tính nữa. Và con số này của các bạn, một con số rất đẹp là 12 triệu. Trả 1 triệu thì cứ 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu nó trừ thì rất là dễ. Nhưng mà ví dụ như là các bạn vay 12 triệu 780 ngàn, thì cái 780 ngàn đó nó không phải là 1 triệu. Như vậy lúc này mình phải kiểm tra giữa số tiền còn lại và 1 triệu, cái nào nhỏ hơn thì trả theo cái đó. Hiểu không? Nếu như mà số của chúng ta còn lại 1,8 triệu thì chúng ta trả 1 triệu. Còn chúng ta còn lại 800 thì chúng ta trả 800. Như vậy mình sẽ lấy giá trị nhỏ giữa số tiền còn lại và số tiền phải trả hàng tháng, gốc hàng tháng. Đó, như vậy các bạn phải có thêm một cái công đoạn đó nữa, so sánh đó nữa để mình có được cái kết quả. Như vậy thì số tiền vay nhập vào từ bàn phím, lãi nhập từ bàn phím, số tháng nhập từ bàn phím. Được không? Nhập từ bàn phím hết.